Nam có 8 loại thuế cơ bản với 2 đối tượng chính là cá nhân và doanh nghiệp. Loại thuế đầu tiên đó là thuế môn bài. Thời điểm nộp thuế là đầu mỗi năm, với mục đích là để nhà nước nắm và thống kê số lượng hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức làm kinh tế khác. Thuế môn bài được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Loại thuế thứ hai đó là thuế giá trị gia tăng, với bản chất là loại thuế gián thu trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ. Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất và kinh doanh hay tiêu dùng tại Việt Nam. Đối tượng nộp thuế là tất cả các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. Loại thuế thứ ba đó là thuế tiêu thụ đặc biệt, với bản chất là loại thuế gián thu tính trên giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa nhất định mà doanh nghiệp sản xuất hoặc thu trên giá nhập khẩu và thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Trong đó, mỗi mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ chịu thuế một lần. Đối với mặt hàng nhập khẩu, khi nhập khẩu đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt rồi thì khi bán không cần phải nộp phần thuế này nữa. Đối tượng chịu thuế là các dịch vụ, sản phẩm và mặt hàng nhập khẩu theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm và hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Loại thuế thứ tư đó là thuế xuất nhập khẩu, với bản chất là loại thuế trực thu tính trực tiếp trên trị giá các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Đối tượng chịu thuế là các hàng hóa xuất nhập khẩu của các tổ chức trong và ngoài nước xuất nhập khẩu qua cửa biên giới Việt Nam. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức hoặc cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế xuất nhập khẩu. Thứ năm đó là thuế thu nhập doanh nghiệp. Bản chất là loại thuế trực thu tính trên kết quả hợp đồng sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Đối tượng nộp thuế là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập. Thứ sáu đó là thuế thu nhập cá nhân. Bản chất là loại thuế trực thu tính trên thu nhập của những cá nhân có thu nhập cao và đối tượng nộp thuế chính là cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam và thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh thì rơi vào khoảng theo quy định. Loại thuế thứ 7 đó là thuế tài nguyên. Bản chất là loại thuế trực thu được tính trên việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quy định. Đối tượng chịu thuế là các tài nguyên như khoáng sản kim loại, các loại than mỏ, than bùn, dầu khí, khí đốt, các khoáng sản tự nhiên, thủy sản tự nhiên, v.v. Và đối tượng nộp thuế chính là các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phục vụ cho hợp đồng sản xuất kinh doanh. Các tổ chức và cá nhân thuê quyền sử dụng đất của nhà nước cũng đều phải nộp tiền thuế theo đúng khung quy định. Thứ 8 và cũng là loại thuế cuối cùng đó là thuế trước bạ. Thuế trước bạ còn được gọi là lệ phí trước bạ, được áp dụng khi có sự chuyển dịch về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về nhà đất, phương tiện vận tải. Có thể hiểu, thuế trước bạ là khoản phí phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền khi mà cá nhân hoặc tổ chức muốn đăng ký quyền sở hữu một tài sản nào đó. Đến đây thì các bác đã nắm được sự khác biệt của 8 loại thuế trên và đã biết phân biệt được mình phải đóng những loại thuế nào hay chưa nhỉ? Các bác hãy comment ở phía bên dưới cho em biết với nhé! Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.